Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vào ngày 28 tháng 3, trong quá trình san gạt đất làm nhà, gia đình bà Hoàng Thị Vắng, thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phát hiện chiếc trống đồng cổ cùng với một số di vật. Ngay sau phát hiện cổ vật, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến hiện trường. Chiếc trống đồng khi được tìm thấy còn khá nguyên vẹn. Chính giữa mặt trống được khắc họa bởi hoa văn hình mặt trời gồm 12 cánh, bao quanh là những vòng hoa văn hình chim lạc và hình răng cưa. Nhận được tin báo từ cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Bảo tàng Lào Cai cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cùng cơ quan chuyên môn vận động gia đình ra nộp cổ vật. Chiếc trống đồng cổ có chiều cao 38 cm, rộng 67,5 cm. Ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc Bảo tàng tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng xác định chiếc trống đồng được tìm thấy thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, có niên đại cách đây 2.000 đến 2.500 năm tuổi. Ông Thắng nói, hiện tại cổ vật được đưa về bảo tàng để lưu giữ, chúng tôi sẽ chờ tỉnh Lào Cai phê duyệt mời các chuyên gia lên khu vực phát hiện ra cổ vật để nghiên cứu thêm. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ định giá chiếc trống đồng đó và căn cứ vào đó trả thù lao cho hộ gia đình tìm thấy. Theo hình ảnh được chia sẻ, phần mặt trống có đường kính rộng 63 cm, phần tang trống cao 23 cm, phần bờ và mặt trống cao 15 cm. Chiếc trống có 4 quai được bố trí đối xứng bên nhau 27 cm, xen kẽ giữa các hoa văn, trong đó có khắc vạch hình người khách điệu và hình chim lạc, cùng với chiếc trống là một số di vật khác như rìu và xương. Trước đó, theo giới khảo cổ học, những thành quả đáng chú ý trong khai quật các di tích ở Việt Nam là thuyền cổ Châu Tân thế kỷ 8-9, năm thuyền cổ ở quần đảo Phú Quốc thế kỷ 12-15, thuyền cổ Bình Châu thế kỷ 13, thuyền cổ Quảng Ngãi và Hà Gia thế kỷ 13-14, thuyền cổ Cù Lao Chàm thế kỷ 15, thuyền cổ Hòn Dầm thế kỷ 15, thuyền cổ Bình Thuận thế kỷ 16-17, thuyền cổ Hòn Co và thuyền cổ Cà Mau 1 thế kỷ 17. Ngoài ra, còn khai quật được nhiều mẫu vật trên thuyền cổ Gà Mau 2 chứa đồ gốm sứ của Trung Quốc thế kỷ 14, thuyền cổ Vũng Thuyền chứa đồ gốm sứ Depot từ Paris, Pháp thế kỷ 19-18. Những con thuyền cổ này phần lớn là các thương thuyền trên hành trình giữa châu Á và châu Âu trong giai đoạn từ thế kỷ 8 đến đầu thế kỷ 20. Trên những con thuyền cổ này, các nhà khoa học khai quật phát hiện được đồ gốm sứ và hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, phát hiện được các đồ dùng sinh hoạt trên thuyền, tiền tệ Ả Rập, đồ gốm sứ Pháp, đồ thủy tinh, v.v. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.